Erling Haaland chỉ nghe tên thôi đã đủ khiến bất kỳ hàng thủ nào phải lo lắng với thể hình khủng, tốc độ đáng kinh ngạc và khả năng ghi bàn siêu phàm. Anh ấy thường xuyên là mối đe dọa lớn nhất trên sân, nhưng không phải lúc nào Haaland cũng có thể tung hoành như vậy. Có những đội bóng và những trung vệ đã tìm ra cách để khiến anh tắt điện. Vấn đề là làm thế nào để đối phó với một cầu thủ có phong độ đáng sợ như vậy. Để giải quyết bài toán Haaland, không chỉ cần hàng thủ chắc chắn mà còn đòi hỏi sự chuẩn bị chiến thuật cực kỳ tinh vi. Vậy câu hỏi đặt ra là các đội bóng đã làm gì để khiến Haaland im lặng trên sân? Haaland làm cơn ác mộng với mọi hàng thủ, nhưng cũng có những trận đấu người ta lại thấy anh hoàn toàn mờ nhạt. Thực ra có những trung vệ đã làm rất tốt trong việc kèm cặp và phong tỏa tiền đạo người Na Uy bằng việc chọn vị trí thông minh, áp sát nhanh và luôn sẵn sàng cắt bóng. Họ đã thành công trong việc biến Haaland thành một người vô hình ở trên sân. Điều này không phải dễ làm và cũng chẳng phải trung vệ nào cũng đủ khả năng. Nhưng khi gặp những đối thủ có đầu óc và sự quyết đoán, Haaland cũng có thể gặp không ít khó khăn. Vậy nên, nếu muốn vô hiệu hóa Haaland, không chỉ cần một hàng thủ tốt mà cần những cá nhân biết cách chơi bóng đỉnh cao. Trung vệ huyền thoại Alessandro Nesta đã từng phát biểu như thế này: "Xuyên suốt sự nghiệp thi đấu của tôi đã đối đầu với rất nhiều tiền đạo đẳng cấp, chẳng hạn như Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo. Nhưng cái tên khiến tôi khó nhằn nhất chính là Ronaldo de Lima. Anh ta là cái gì đó quá khác biệt. Tôi rất ngại mỗi khi đối đầu với anh ta trên sân. Tôi nghĩ rằng nếu mình thi đấu ở thời điểm hiện tại thì cũng ok thôi. Ngay cả Erling Haaland cũng không phải là ngoại lệ. Tôi nghĩ bản thân mình đủ khả năng để có thể phong tỏa cậu ấy." Trong hành trình chinh phục các đấu trường lớn của Erling Haaland, không ít lần tiền đạo này đã khiến hàng phòng ngự đối phương phải đau đầu với khả năng săn bàn tuyệt vời. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích ấn tượng, vẫn có những đội bóng và trung vệ xuất sắc đã làm điều gần như không tưởng, khiến Haaland hoàn toàn im lặng. Điều này không chỉ thể hiện đẳng cấp của những hậu vệ hàng đầu mà còn là minh chứng cho việc để đối phó với một tiền đạo tầm cỡ như Haaland, cần có những trung vệ đặc biệt có thể làm lu mờ ngôi sao người Na Uy trên sân. Một trong những đội bóng thành công trong việc khống chế Haaland chính là Arsenal. Ở mùa giải 2023-2024, những trận đối đầu với Manchester City, bộ đôi trung vệ của Arsenal là William Saliba và Gabriel Magalhaes đã chơi một trận đấu xuất sắc khi không cho Haaland nhiều khoảng trống hoạt động. Bằng sự thông minh trong việc chọn vị trí cùng với khả năng tranh chấp tay đôi mạnh mẽ, Saliba và Gabriel đã bóp nghẹt nguồn cung cấp bóng cho Haaland, đồng thời luôn sẵn sàng để áp sát và gây áp lực khi Haaland nhận bóng. Đó là những trận đấu mà người hâm mộ chứng kiến Erling Haaland dường như biến mất trên sân. Cũng không thể không nhắc đến Inter Milan, đội bóng đã gặp Manchester City trong trận chung kết Champions League 2022-2023. Đối đầu với Haaland trong một trận đấu mang tính sống còn, các trung vệ kỳ cựu của Inter, đặc biệt là Francesco Acerbi, đã thể hiện sự bản lĩnh với những pha truy cản kịp thời và quyết liệt. Hàng phòng ngự của Inter khi đó không chỉ dừng lại ở việc hạn chế số lần dứt điểm của Haaland mà còn cô lập anh khỏi các đồng đội, khiến tiền đạo này không thể tạo ra sự khác biệt trong trận đấu. Từ những ví dụ này, có thể thấy rằng để khiến cho Erling Haaland im lặng không chỉ đơn giản là dựa vào một hệ thống phòng ngự tốt, mà còn cần những cá nhân xuất sắc nơi hàng thủ. Những trung vệ có khả năng bóp chết Haaland thường phải sở hữu bộ kỹ năng hoàn thiện, từ việc đánh chặn thông minh, đọc tình huống tốt, cho đến khả năng tranh chấp tay đôi và áp sát mạnh mẽ. Đặc biệt, những trung vệ này luôn giữ được sự tập trung cao độ trong suốt trận đấu, bởi chỉ cần một khoảnh khắc lơ là, Haaland hoàn toàn có thể trừng phạt với khả năng di chuyển và dứt điểm sắc bén của mình. Điểm qua những đội bóng đã thành công trong việc làm Haaland câm nín, ta nhận thấy một yếu tố chung: họ đều sở hữu những trung vệ đẳng cấp, luôn sẵn sàng đối mặt và chiến đấu trong những trận cầu lớn. Đây cũng là minh chứng cho tầm quan trọng của việc đầu tư vào nhân sự phòng ngự chất lượng, nhất là khi phải đối đầu với những ngôi sao hàng đầu thế giới như Erling Haaland. Không chỉ đơn giản là ngăn chặn Haaland, một trong những chiếc chìa khóa để kìm hãm anh chính là làm gián đoạn nguồn cung cấp bóng từ tuyến giữa. Trong hệ thống của Man City, Kevin De Bruyne là người đóng vai trò quan trọng, thường xuyên tung ra những đường truyền quyết định cho Haaland. Các đội bóng biết rằng nếu để De Bruyne thoải mái hoạt động, cơ hội Haaland ghi bàn sẽ rất cao. Vì vậy, nhiều đội bóng đã áp dụng chiến thuật vây giáp, bóp nghẹt khoảng trống của De Bruyne, khiến anh không có cơ hội kết nối với Haaland. Khi nguồn cung bóng bị cắt đứt, Haaland buộc phải rơi vào thế khó, và đó là lúc hàng thủ đối phương có thể thở phào nhẹ nhõm hơn một chút. Một phương án khả thi được nhiều đội bóng áp dụng là dập nguồn cung cấp bóng cho Erling Haaland, mà cụ thể ở đây là từ Kevin De Bruyne, cầu thủ có nhãn quan chiến thuật và khả năng chuyền bóng đẳng cấp. Bộ đôi này thường xuyên phối hợp ăn ý. Khi De Bruyne có bóng tại khu vực hành lang trong bên phải, Haaland lập tức di chuyển thông minh để đón những đường truyền chuẩn xác từ tiền vệ người Bỉ. Đây là một trong những bài đánh đã trở nên quá quen thuộc với các đối thủ của Manchester City, nhưng cũng rất khó để hóa giải hoàn toàn. Cặp đôi này được ví như sinh ra để dành cho nhau, và sự kết hợp của họ là yếu tố quan trọng để giúp cho The Citizens duy trì sức mạnh ở mặt trận tấn công. Vì vậy,
các đội bóng đối đầu với Manchester City đã nhận ra rằng cách tốt nhất để giảm thiểu nguy cơ từ Erling Haaland là khóa chặt Kevin De Bruyne. Họ không để cho De Bruyne có khoảng trống hay thời gian để thực hiện các đường truyền quen thuộc. Chiến thuật này đã được nhiều đội áp dụng nhưng chưa thể đạt được hiệu quả tối đa bởi Kevin De Bruyne là nguồn cung cấp bóng chính chứ không phải là duy nhất trong đội hình. Nếu khóa chặt De Bruyne, các đội bóng vẫn phải đối mặt với những mối đe dọa khác. Manchester City có nhiều cầu thủ chất lượng ở các vị trí chạy cánh như Savinho, Jeremy Doku hay Jack Grealish, những người rất giỏi ở khả năng di chuyển và tạo đột biến. Các cầu thủ này thường hoạt động ở những khu vực half space hoặc hai cánh, nơi họ có thể vượt qua đối thủ trong các tình huống 1-1 và gây ra nguy hiểm trực tiếp. Một ví dụ điển hình về cách đối phó với Manchester City có thể thấy sau trận đấu vừa qua trước Inter Milan. Trong trận đấu này, Simone Inzaghi đã lựa chọn sử dụng Carlos Augusto thay vì Federico Di Marco bên hành lang cánh trái bởi cầu thủ người Brazil có khả năng phòng ngự tốt hơn. Ở cánh đối diện, Matteo Darmian cũng được tin dùng nhờ khả năng phòng ngự chắc chắn. Điều này cho thấy sự ưu tiên của Inzaghi trong việc bảo vệ hai cánh, giảm thiểu khả năng đoàn quân của Pep Guardiola tận dụng những khoảng trống ở hai biên để tấn công. Qua đó, Simone Inzaghi cũng chấp nhận hy sinh một phần sức mạnh tấn công của đội để củng cố phòng ngự, đặc biệt là khi phải đối đầu với một đội bóng tấn công mạnh như Manchester City trên sân Etihad. Đối với Inter, giành được một điểm trong trận đấu này cũng đã là một thành công. Cách tiếp cận này cho thấy tầm quan trọng của việc giữ khoảng cách giữa các tuyến và đảm bảo số lượng cầu thủ đủ để phòng ngự, nhất là trước những cầu thủ có khả năng tạo đột biến như Haaland và những chân chạy cánh của City. Một trong những cách hiệu quả nhất để đối phó với Haaland mà nhiều đội đã sử dụng là sơ đồ 3 trung vệ kết hợp với chiến thuật 2-1. Mục tiêu chính luôn là có ít nhất một trung vệ theo sát ảnh, trong khi trung vệ khác sẵn sàng bọc lót. Điều này không cho Haaland không gian thoải mái để di chuyển hay xoay sở. Các trận đấu lớn đã cho thấy khi bị kèm cặp quá chặt, Haaland thường rất khó tạo ra khác biệt. Chiến thuật này không chỉ giúp khóa chặt chân sút người Na Uy mà còn làm giảm sự nguy hiểm của toàn bộ hàng công Man City. Nhưng liệu chỉ như vậy có đủ để ngăn một bộ đội bóng giàu sức tấn công như Man City? Phương án 2, sơ đồ 3 trung vệ và chiến thuật 2-1. Một trong những cách mà các đội bóng đã thành công khi đối đầu với Haaland là sử dụng sơ đồ 3 trung vệ kết hợp với chiến thuật 2-1. Ý tưởng chính của phương án này là luôn có một trung vệ theo sát Haaland trong suốt trận đấu, trong khi trung vệ khác sẵn sàng bọc lót và can thiệp nếu cần thiết. Điều này không chỉ hạn chế không gian hoạt động của Haaland mà còn làm giảm thời gian để anh đưa ra quyết định. Ví dụ điển hình nhất cho phương án này là trận chung kết Champions League 2023 giữa Inter Milan và Manchester City. Inter đã triển khai sơ đồ 3-5-2 với bộ ba trung vệ là Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni và Matteo Darmian. Trong suốt trận đấu, Acerbi là người theo kèm Haaland một cách sát sao, không để anh có cơ hội xoay sở thoải mái. Bastoni và Darmian liên tục hỗ trợ khi Haaland di chuyển sâu vào vòng cấm. Kết quả là Haaland bị cô lập hoàn toàn và Man City đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng qua chân sút chủ lực này. Tại sao chiến thuật này lại hiệu quả? Haaland thường xuyên lợi dụng khả năng di chuyển không bóng để tạo ra khoảng trống cho bản thân. Với việc có tới hai trung vệ tập trung vào anh, không gian mà Haaland có thể khai thác bị thu hẹp đáng kể. Điều này khiến anh phải chơi bóng trong phạm vi hẹp hơn, khó tạo ra sự khác biệt bằng tốc độ và sức mạnh. Phương án 3, 1-1 và kéo đội hình xuống thấp. Phương án tiếp theo là chiến thuật 1-1 kết hợp với việc kéo đội hình xuống thấp để hạn chế tối đa không gian chơi bóng của Haaland. Mục tiêu của chiến thuật này là giảm thiểu khoảng trống phía sau hàng phòng ngự, nơi Haaland thường xuyên bứt tốc để đón những đường chuyền dài hoặc bóng bổng. Khi đội hình được kéo xuống thấp, hàng thủ sẽ chủ động phòng ngự trong phạm vi hẹp hơn, từ đó Haaland không thể tận dụng khả năng chạy chỗ thông minh của mình. Một ví dụ cho chiến thuật này là Arsenal khi đối đầu với Man City ở hai lượt trận của mùa giải trước. Họ đã bố trí Gabriel Magalhaes theo kèm Erling Haaland suốt trận đấu và đồng thời kéo đội hình xuống thấp để hạn chế các khoảng trống sau lưng hàng thủ. Điều này không chỉ làm Haaland bị cô lập mà còn làm giảm đáng kể số cơ hội nguy hiểm mà Man City có thể tạo ra. Real Madrid cũng đã áp dụng chiến thuật tương tự trong trận bán kết Champions League 2023 với hàng thủ bao gồm Antonio Rudiger và David Alaba. Họ đã thành công trong việc ngăn chặn Haaland trong suốt trận lượt đi. Haaland bị phong tỏa hoàn toàn, không thể tìm thấy không gian để nhận bóng và dứt điểm, khiến City gặp nhiều khó khăn trong việc tấn công trực diện. Phương án này tỏ ra đặc biệt hiệu quả khi đối đầu với những đội bóng như Man City, nơi Erling Haaland là mũi nhọn chủ lực. Dù việc dập Haaland có thể giảm thiểu mối đe dọa từ anh, nhưng điều đó không đảm bảo rằng Man City sẽ rơi vào bế tắc. Pep Guardiola luôn biết cách linh hoạt trong chiến thuật, và dù Haaland là ngôi sao sáng nhất của đội bóng, City không phải là đội bóng phụ thuộc vào một cá nhân duy nhất. Họ có nhiều phương án tấn công khác nhau và luôn sẵn sàng thay đổi lối chơi để thích nghi với các tình huống trên sân. Ví dụ, trong trận đấu với Brighton vào tháng 5 năm 2023, chim mòng biển đã thành công trong việc vô hiệu hóa Haaland. Tuy nhiên, điều đó không đủ để ngăn City giành chiến thắng khi Kevin De Bruyne và Phil Foden tận dụng khoảng trống mở ra từ việc đối phương tập trung vào Erling Haaland để ghi bàn và kiến tạo.
Điều này cho thấy rằng, ngay cả khi Haaland bị khóa chặt, Man City vẫn có những cầu thủ khác có khả năng tỏa sáng và tạo ra cơ hội ghi bàn. Vô hiệu hóa Haaland là một việc rất khó, nhưng điều đó không có nghĩa là Man City sẽ gặp bế tắc hoàn toàn. Đội bóng của Pep Guardiola không phụ thuộc vào một cá nhân duy nhất, dù đó có là Haaland đi nữa. Họ có rất nhiều phương án tấn công khác và luôn biết cách thích nghi khi gặp khó khăn. Thế nên dù Haaland có bị phong tỏa, Man City vẫn đủ sức giành chiến thắng với những ngôi sao khác như De Bruyne, Foden hay Doku. Vậy khóa chặt Haaland có đủ không? Đó chỉ là một phần của câu chuyện. Điều quan trọng là phải đối phó với cả tập thể Man City đầy sức mạnh này.